chiêu mình ơi chàng đừng dối đánh tôi sao phụ tình chàng. Nếu tình yêu kia là hai dòng mà nước ngọt thì trái tim này tôi xin sẽ làm đôi. Một là cho vũ trường giang người mà tôi yêu quý, còn hai là cho nam tướng Lý Chiêu Bình để tôi khỏi phải nhớ danh làm thân con gái mà phải lấy hai chồng. Yeah.